Cho đến sáng nay, theo một thống kê của một số tờ báo nước ngoài, số ca nhiễm COVID-19 ở làng Olympic Tokyo đã lên đến con số 71. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay từ ngày đầu có mặt tại làng vận động viên, các y bác sĩ trong đoàn thể thao Việt Nam đã cảnh báo về nguy cơ cao trong việc lây lan biến chủng Delta. Nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên đã được đề ra, được tuân thủ chặt chẽ. An toàn của các thành viên trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần này luôn được đặt là ưu tiên hàng đầu. Cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và đặc biệt là vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam phải kích hoạt biện pháp 5K là biện pháp thường được sử dụng nhất của chúng ta. Và trong quá trình di chuyển, trong quá trình mà chúng ta đi xe buýt tại nơi tập luyện thì cái việc mà chúng ta tiếp xúc với các vận động viên, huấn luyện viên của cán bộ của các đoàn khác là chuyện không thể tránh khỏi. Vì vậy cho nên biện pháp 5K vẫn là biện pháp được kích hoạt lên cao nhất. Và trong 2 ngày vừa qua thì trong quá trình họp trưởng đoàn thì ban tổ chức ít nhắc đến cái việc chuẩn bị và tổ chức thi đấu của các vận động viên. Vì trong thời gian hiện nay là đang là thời gian chuẩn bị mà cái việc mà nhắc đến cái chuyện dịch bệnh trong làng cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại làng vận động viên là vấn đề quan trọng nhất. Đây cũng là một trong nhiệm vụ cao nhất của ban tổ chức cũng như là đoàn thể thao Việt Nam trong quá trình hiện nay. Trong ngày hôm qua, một số môn của đoàn thể thao Việt Nam đã được ban tổ chức bố trí lịch tập tại nhà hoặc làm quen với các địa điểm thi đấu. Trong sáng nay, các vận động viên rowing đã có buổi tập đầu tiên. Trước đó, các đội tuyển thể dục dụng cụ, cầu lông hay bắn cung cũng đã bước vào tập luyện. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.